Mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh tới các địa phương và các sở ngành liên quan trong việc dẹp bỏ tình trạng khai thác vận chuyển tiêu thụ than trái phép, nhưng hiện nay tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, tình trạng này vẫn tái diễn. Những bãi thải, đất đá nham nhở, những bãi than lớn nhỏ xếp thành từng đống, những chiếc máy xúc có trọng tải lớn. Hiện trường còn sót lại này đã cho thấy sức tàn phá của vấn nạn than thổ phỉ đang hoành hành tại đây. Mặc dù không nhiều trữ lượng, nhiều mỏ, nhiều đơn vị khai thác chính quy, song các chủ lò đã sơ tán về Hoành Bồ lập đại bản doanh sau khi hoạt động than thổ phỉ tạm lắng ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đầu tháng 10 năm 2012, lực lượng chức năng của huyện Hoành Bồ đã phát hiện và xử lý một trường hợp đưa máy xúc đến đây để khai thác than trái phép. Chỉ khoảng nửa tháng sau, thì tại địa điểm này, lực lượng chức năng của huyện Hoành Bồ tiếp tục phát hiện ra những đối tượng mang máy xúc đến đây để khai thác than. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã kiểm tra xử lý và triệt phá 90 lượt cửa lò khai thác than trái phép, phá 14 lán trại, tịch thu 2 máy phát điện, thu giữ gần 1.000 tấn than các loại. Mới đây nhất vào đêm 24 tháng 10, tại khu vực Hạ Mi thuộc xí nghiệp than Hoành Bồ, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện các đối tượng khai thác than trái phép đang chuẩn bị lấy than từ một hố sâu rộng khoảng 400 mét vuông đã được đào trước đó. Khi mình không bắt được quả tang tại hiện trường, nên là khi mà máy đã ra khỏi cái phạm vi của cái vị trí đào cuốc ấy, thì cái chức năng thẩm quyền của mình cũng không có đủ thẩm quyền để bắt giữ máy. Đấy, chỉ chờ đến sáng mình báo cáo lại cái cơ quan ban ngành để mình có cái biện pháp, nhờ cơ quan công an lên là có cái biện pháp mạnh. Khi mà phát hiện những cái hiện tượng này thì chúng tôi cũng đã thường xuyên có mặt. Tuy nhiên là cái điều kiện từ dưới huyện lên đây các lực lượng lên ấy, báo cáo anh là cũng rất là xa, đấy, hàng 40-50 cây số. Thế lên đến nơi thì thường là các đối tượng là cũng đi khỏi hiện trường. Nên đây là một cái vấn đề rất là khó khăn. Đặc điểm chung tại những vỉa than bị khai thác trái phép tại Hoành Bồ là địa hình hiểm trở. Các đối tượng đều dùng những thiết bị cơ giới hiện đại để phục vụ khai thác vào ban đêm. Điều đáng nói, các đối tượng đều rất manh động, tinh vi, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng bắt giữ. Hình thức vận chuyển than từ địa điểm khai thác đến nơi tập kết cũng được than tặc thay đổi liên tục. Khi thì ô tô, lúc xe máy, nên gây nhiều trở ngại trong việc kiểm soát khai thác và tiêu thụ than trái phép tại Hoành Bồ. Huyện sẽ đang chuẩn bị tuần tới tiến hành sẽ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm giữa ủy ban huyện ủy ban với các cái doanh nghiệp ngành than, các xã thị trấn để đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, tìm giải pháp và quyết quyết xử lý nghiêm túc những trường hợp cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm đấy, rồi là buông lỏng quản lý đấy, và có những cái việc làm không hoàn thành nhiệm vụ. Vấn nạn khai thác than trái phép ở những vùng sâu, vùng xa không chỉ ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác như làm kiệt quệ hệ sinh thái rừng, môi trường dân sinh. Do đó, công tác đấu tranh ngăn chặn vấn nạn khai thác than trái phép ở Quảng Ninh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương phải tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp chặt chẽ. Đặc biệt, cần hết sức cảnh giác phòng ngừa, phát hiện nạn than thổ phỉ tái xuất tại các địa bàn trọng điểm vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào đưa tin, tối qua 25 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Văn phòng Thủ tướng Lào và Trường Đại học Quốc gia Lào tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lào vì đã có những đóng góp đặc biệt nổi bật cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các đồng chí lãnh đạo Lào được nhận bằng tiến sĩ danh dự gồm đồng chí Thong Sỉn Tham Mạ Vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Pani Datutu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí A Sang Lao Ly, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Duong Chai Pichit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các nhà lãnh đạo Lào được nhận vinh dự này,
Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông đánh giá, đây là sự công nhận và biểu dương những thành tích của các đồng chí được nhận bằng và là động lực thúc đẩy, động viên tinh thần các đồng chí lãnh đạo Lào nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện lý tưởng của Đảng, nhất là xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh vì hạnh phúc của nhân dân Lào. Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông nguyện sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đưa hai nước tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đảng Likud của ông và đảng Israel Ngôi Nhà Của Chúng Ta của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman đã cùng đưa ra một danh sách tranh cử chung cho cuộc bầu cử quốc hội sớm vào ngày 22 tháng 1 năm 2013. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu cho rằng mặc dù đảng Likud của ông hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, song một danh sách tranh cử chung với đảng Israel, Ngôi Nhà Của Chúng Ta, của Ngoại trưởng Lieberman sẽ giúp liên minh này giành được nhiều phiếu bầu hơn, giúp ông có thể thông qua các chính sách lớn. Ông Netanyahu cũng khẳng định liên minh này sẽ giúp chính phủ mới có đủ sức mạnh bảo vệ Israel trước những thách thức an ninh từ bên ngoài, cũng như tạo những chuyển biến về kinh tế xã hội trong nước. Chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức, đã đến lúc để đoàn kết các lực lượng. Đó là lý do tại sao đảng Likud và đảng Israel Ngôi Nhà Của Chúng Ta sẽ cùng tranh cử quốc hội khóa tới trong một danh sách chung. Liên minh giữa Likud và Israel, Ngôi Nhà Của Chúng Ta, là một liên minh đoàn kết, sức mạnh và trải nghiệm tổng hợp. Đó là những gì mà người dân Israel mong đợi. Cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu có khả năng giành được 27 ghế, còn đảng Israel, Ngôi Nhà Của Chúng Ta, của Ngoại trưởng Lieberman, có thể giành được 12 ghế trong Quốc hội 120 ghế của Israel. Tổng số ghế mà liên minh này có thể giành được có thể vượt xa nhiều đảng đối lập khác. Truyền thông Israel nhận định, ông Netanyahu và ông Lieberman có thể thay nhau làm thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, song đảng Likud đã bác bỏ thông tin này. Các đảng đối lập tại Israel, trong đó có công đảng đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng liên minh này cho thấy một sự hoảng loạn về chính trị. Còn giới phân tích nhận định, liên minh giữa đảng Likud và đảng Israel, Ngôi Nhà Của Chúng Ta, có thể sẽ sinh ra một phong trào mới, mang tên Likud, Ngôi Nhà Của Chúng Ta. Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố các nước phát triển phải nỗ lực thực hiện các cam kết kinh tế của họ đối với các nước đang phát triển và cảnh báo không ai có thể chấp nhận mức nợ hiện nay của thế giới đang phát triển. Tại hội nghị về khủng hoảng nợ chủ quyền và tái cơ cấu do Diễn đàn Phát triển và Thương mại của Liên Hợp Quốc UNCTAD tại New York, Mỹ, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại xung quanh khả năng quản lý nợ của các nước nghèo, đặc biệt khi nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái. Một số kết luận gần đây của UNCTAD thực sự đáng lo ngại. Các biện pháp ngăn chặn khủng hoảng của các nước đang phát triển đã sử dụng phần lớn các khoản dự trữ được tạo ra trong thập kỷ trước suy thoái. Do đó, các nước này khó có thể phục hồi các khả năng ở mức trước đó, và tình hình có thể trở thành thách thức nghiêm trọng cho một số nước thành viên. Hội nghị của UNCTAD nhằm tái khởi động các thảo luận về cách cư xử của các chủ nợ và con nợ trong bối cảnh vỡ nợ chủ quyền. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và yêu cầu các nước phát triển tăng cường hợp tác hơn nữa với các nước vay nợ để đối phó với các khó khăn do nợ gây nên. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng khẳng định các nước phát triển phải nỗ lực thực hiện các cam kết với các đối tác, ngoài việc kêu gọi Liên Hợp Quốc và các nền kinh tế lớn trên thế giới cần hợp tác lớn hơn nữa. Ông Jeremy cũng đề nghị thành lập một cơ quan tư vấn để kết nối Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với các tổ chức thương mại và tài chính quốc tế khác nhau, cũng như các nhóm không chính thức, kể cả G20. Sau khi đổ bộ vào khu vực duyên hải phía đông nam Cuba, gây thiệt hại nặng nề trên quốc đảo này, ngày 25 tháng 10, cơn bão Sandy lại tiếp tục hướng về miền trung Bahamas với sức gió tối đa lên tới 169 km/h. Dự kiến bão Sandy sẽ đổ bộ vào Bahamas trong ngày 26 tháng 10. Do ảnh hưởng của bão, tại Bahamas đang có mưa to và gió lớn. Dự báo lượng mưa có thể lên tới 50cm ở nhiều khu vực thuộc Bahamas. Bão Sandy là cơn bão cấp 2 trong bậc thang Saffir-Simpson 5 cấp về cường độ bão. Song theo cơ quan khí tượng địa phương, trong 48 giờ tới, sau khi quét qua Bahamas, cơn bão này có thể sẽ suy yếu và hướng về khu vực duyên hải phía đông nước Mỹ.
Hiện nhà chức trách Bahamas đã ban bố cảnh báo bão tại nhiều nơi, trong khi chính quyền thành phố New York của Mỹ kêu gọi người dân bình tĩnh và chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng mọi biện pháp chống bão. Trước đó, bão Sandy đã gây thiệt hại lớn tại một số nước trên đường đi của nó, trong đó có Cuba, Jamaica và Haiti. Truyền thông Cuba cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và thành phố lớn thứ hai của nước này là Santiago de Cuba, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều khu vực đã phải yêu cầu trợ giúp lương thực, nước sạch và lều bạt cho dân chúng, do nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hệ thống điện, nước và giao thông bị gián đoạn, nhiều hecta trồng trọt bị hư hại. Dự kiến Chủ tịch Cuba Raúl Castro sẽ tới thành phố Santiago de Cuba để thị sát công tác cứu hộ sau bão. Còn tại Jamaica, ít nhất một người cũng đã thiệt mạng và hàng trăm người khác phải sơ tán do bão. Hiện ở nhiều vùng, người dân đang phải sống trong cảnh mất điện, lụt lội và nhà cửa bị hư hỏng. Chính quyền thủ đô Kingston đã phải ban hành lệnh giới nghiêm trong 48 giờ từ ngày 24 tháng 10 nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra cướp bóc. Trong khi đó, nhiều khu vực ở phía tây nam Haiti vẫn đang chìm trong cảnh lụt lội. Hôm qua, Microsoft đã chính thức trình làng sản phẩm được chờ đợi nhất của năm, đó là hệ điều hành Windows 8 nhằm khẳng định vị trí của mình trong lòng các tín đồ công nghệ. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đáng gờm như Apple và Google cũng vừa cho ra mắt những sản phẩm chủ lực của họ. Tại sự kiện ra mắt của Microsoft ở New York, giám đốc điều hành Steve Ballmer cho biết, bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã có thể trải nghiệm những tính năng ưu việt nhất của hệ điều hành Windows 8. Sản phẩm được khẳng định là hệ điều hành tốt nhất từ trước đến nay của hãng. Theo đó, điểm mạnh của Windows 8 là một giao diện hoàn toàn mới, khởi động nhanh hơn, tương thích với phần cứng và phần mềm của Windows 7, cùng một phạm vi rộng những ứng dụng, cho phép người sử dụng máy tính cá nhân và máy tính bảng có thể làm việc và giải trí một cách tiện lợi hơn. Chúng tôi cho rằng mình đã đạt được một sự cân bằng lý tưởng khi mang tới những ứng dụng và trải nghiệm thú vị cho người dùng. Windows 8 hoạt động hoàn hảo cho công việc và giải trí, và tôi tin rằng mọi người sẽ thích nó. Tôi nghĩ rằng Windows 8 là một lý do thực sự để bạn sẵn sàng bỏ tiền mua một PC hay một máy tính bảng mới. Điều đó thật vô cùng thú vị. Lãnh đạo Microsoft tin tưởng rằng Windows 8 đại diện cho những gì vượt trội nhất trong số các phần mềm đã ra đời của hãng kể từ khi Windows 95 được ra mắt từ cách đây 17 năm. Hiện Windows 8 có hai phiên bản chính là Windows 8 và Windows 8 Pro. Những người dùng hệ điều hành Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7 sẽ phải trả khoảng $40 để tải và nâng cấp lên Windows 8 Pro cho máy tính của mình. Bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.